Hello cả nhà nhá. Rồi chiều hôm nay thì đồ Thúy Hoàng đang gói hàng để chuẩn bị đưa lên xe đi giao cho mọi người đây. Đấy, hàng này là đi miền Tây mọi người nha. Hàng đi miền Tây. Và cái quy trình gói hàng bên em cũng rất là kỹ lưỡng mọi người nha, để tránh những trường hợp nó va đập mạnh. Đấy, thì bên em thì bên trong sẽ có một cái lớp form như thế này. Đây là một cái lớp form ở bên trong. Đó, sau lớp form này thì bên em sẽ có cái lớp giấy ở bên ngoài đây. Hai lớp. Đấy. Những cái đồ nặng như thế này thì mình vận chuyển thì nó sẽ rất là dễ va đập. Cái trường hợp mà xảy ra những cái chỗ mà trầy xước thì rất là bình thường mọi người ạ. Đấy. Cái này là mình sẽ cho nên là mình mới cố gắng làm sao cho nó kỹ hết mức mọi người. Bọc kỹ hết mức cho mọi người đây. Đó. Bọc ở ngoài bọc keo rất là chắc chắn luôn. Và nó cũng sẽ phụ thuộc vào rất là nhiều cái yếu tố nữa về đến nơi á, là nhiều quý khách hàng hãy cố gắng thận trọng một tí, cẩn thận một tí. Đó, đôi khi là cái lúc mà mình vận chuyển đến nơi thì không sao, nhưng mà về đến nhà rồi ấy, đôi khi anh em mình hơi không để ý một chút là đôi khi là nó bị trầy xước ở đâu đó thì nó sẽ mất thời gian của mình làm lại thôi. Chứ còn thực sự thì đồ gỗ thì cái chuyện trầy xước hay là nứt hay là gì đó thì nó cũng bình thường mọi người. Quan trọng nhất là mình biết cách sử dụng, mình biết cách bảo quản của nó là ok. Đó. À, và đây đang chuẩn bị xuất rất là nhiều những cái bàn, những bộ K3, những bộ phản đôi và bộ sofa mọi người đây. Đó. Ở đây là tấm bàn này. Đây là tấm bàn của khách nè mọi người nè. Đấy, ui vàng đẹp quá. Ở bên kia là bộ sofa, này cũng bộ sofa mọi người. Chỗ kia là kệ tivi mọi người này. Đó, trong đây thì rất là nhiều hàng của quý anh chị đang chuẩn bị lên đường. Đó. Cái này thì bên em gửi đi miền Tây, gửi đi xa mọi người. À, tất cả ở đâu bên em gửi mọi người nha. À, cả kho hàng trong kho này hầu như là gần 100 tấm mọi người nha. Gần 100 tấm của tất cả anh chị em mình đang ký gửi lại. À, vì là cũng có nhiều anh chị ở xa mà đang xây nhà ấy, gần xong rồi. Đâu đó tầm khoảng 1 tháng 2 tháng nữa mới xong. À, nhưng mà anh chị đang rất là muốn đặt trước đặt sớm để cho đến lúc đó mọi người khỏi phải lo nghĩ nhiều. Bởi vì mình đã chuẩn bị sẵn trước rồi đúng không ạ. Nó sẽ khỏe hơn rất là nhiều. Cho anh chị mình nhiều thời gian hơn để mà làm những việc khác. Đấy, khi mà anh chị mình xem like của bên em Hoàng ấy thì mọi người thích tấm nào mọi người chốt nhanh tấm đó, hoặc là mọi người đặt trước, đặt cọc trước cho em Hoàng cũng được. Đấy. Nó sẽ tiết kiệm thời gian cho mình khi mà nhà cửa mình các thứ này, hay là mình mua tặng, muốn tặng cho ai đó. Thì mọi người cứ đặt sớm trước như thế này cho nó khuế ha. Đấy, rất là nhiều luôn. Bên em đang nỗ lực làm liên tục và liên tục anh chị nha. Bên em là xuất đi cả nước, nói chung là bất kể ở đâu. Anh chị ở miền Tây, miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên, Nam Nguyên gì không biết, nói chung là ở đâu cũng bán. Miễn là anh chị ở trong Việt Nam là được. À, em Hoàng sẽ xuất hết mọi người nha. Ở bên trong kia thì đang có gần 100 tấm của tất cả của anh chị đăng ký gửi lại. À, của nhiều anh chị đặt trước mọi người, đặt trước để khi nào nhà xong rồi mang vào ấy. Rồi cũng có những anh chị mua để tặng tới dịp lễ để tặng cho các sếp hay là tặng cho ba mẹ đấy, tặng những người thân. À, cho nên là hàng bên em Hoàng đang chắc trong kia là tất cả là của anh chị hết rồi. Gần 100 tấm mọi người ạ. Đấy. Rất là nhiều luôn. À, nếu mà anh chị đã mong muốn đặt sớm thì mọi người cứ đặt sớm trước để đến khi mà mình cần rồi ấy, nó không có bị gấp gáp mọi người ạ. Cho thời gian nó thoải mái, đấy bên em cũng thoải mái nữa mọi người. Đó. Rất là nhiều hàng. Đấy. Hàng giờ tất cả của anh chị toàn quốc Việt Nam. Từ Bắc vào Nam, từ Nam ra Bắc. Rất là nhiều. Đấy, rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nếu mà như mà anh chị nào mà đang quan tâm đến những bộ K3, sofa, bàn ăn, kệ tivi thì liên hệ cho em Hoàng nha. Hotline của em Hoàng là 0966 528 085, với một số nữa là 0962 613 187. Rồi em cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn nha. Xin chào và hẹn mọi người vào những video tiếp theo. Mọi người nhớ là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh của em Hoàng nha, để nhận được những video tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn mọi người vào những video tiếp theo ạ.